Đáp án dây điện ở trước là 10 căn nhà. Tổng cộng là có 11 căn, nhưng mà căn nhà bìa là tặng miễn phí, nên không tính. Nhưng vì tụi không thống nhất câu hỏi tranh ảnh với câu hỏi đọc, nên các bạn trả lời 11 vẫn được tính. Còn câu hỏi dây điện này là, bạn được quay xuống đây là để máu tóc màu gì? Vỗ tay, vỗ tay! Bạn này không có gờ lại cũng khá lâu, nên mình cũng sẽ không ký tưởng nha. Hy vọng không bị sai tên. Tóc, kính và bần thì ở trong cửa hàng quần áo. Giày thì đập hộp sự kiện sinh nhật ngày 11 tuổi. Biểu cảm hình như là được tặng nước mới và thiện âm. Bạn này đã nhuộm tóc từ nâu sang hồng, nên mình chấm là bài trên 10 điểm. Video đến đây là hết, nay trường hơi ngắn nhỉ. À, đúng rồi, mấy hôm nay NG lễ ngày mùng 2 tháng 9 có thể mình sẽ không live stream được vào 8 giờ tối. Nếu live được thì mình sẽ live nha. Riêng thì mình vẫn vào bình thường, nên mọi người có thể theo dõi qua, vì mình không ngồi máy tính nên không like được thôi. Vậy nha, tên điện ông dài rồi, bye bye cả nhà, chúc cả nhà may mắn, bye bye.